Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về một con máy chính xác mang thương hiệu Classic cấp mở là CLA 357. Thì mình sẽ bắt đầu mở hộp và sẽ xem bên trong máy là có những gì nhé. Trong máy là một máy gồm là thang máy và một phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng, có một cặp phong sơ cua và một dụng cụ điện vừa lưới. Mình sẽ giới thiệu sơ giới vào một khe. Máy có thương hiệu Classic chập nổi trên một bộ vị máy. Phía bên này của máy là phần công tác. Thì công tác nó sẽ có một cái nút gắn giữ công tác, chúng ta bóp vào giữ lại. Và phía trên thân máy thì nó sẽ có in một cái thông số kỹ thuật của máy. Thì máy sẽ sử dụng dòng điện là 220, sử dụng lưỡi là 355. Và phía trên thân máy đây sẽ là nút để đổi thơ khi máy hết thơ. Rồi phía dưới thân máy là một thì nó xích để khóa lại, chúng ta di chuyển thì lại khóa lại và xách đi, xách khóa lại. Và mặt trước đây là phần chạm phôi, giữ phôi lại thì chúng ta cắt. Và phôi cắt chúng ta thì có thể cắt được gấp 45 độ. Cái trên đây là khóa chốt lưỡi. Mỗi khi mà lưỡi hết thì nó đè vào sau lưỡi và mở lưỡi. Sau đây thì mình sẽ tiến hành cắt thực tế cho một xem. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt thực tế cho anh em xem. Đầu tiên là muốn cắt là cắt thẳng. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cắt gấp sản phẩm. Trong cái vật liệu cái mờ lưỡi thì sẽ có thể là mở được con ốc ở phía dưới này. Mình cũng rất máy chạy rất là êm và hai đường cát thì cũng rất là ngọt. Thì vừa rồi mình vừa cắt thử sản phẩm cho anh em xem. Thì nếu như anh em nào hứng thú hay là có thắc mắc về các dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Classic thì hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline 0822 686 086 và đừng quên truy cập vào fanpage của chúng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.